Thầy chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thầy và trò chúng mình tiếp tục với bài so sánh hai số thập phân. Sau bài học này, các em biết được cách so sánh hai số thập phân, biết sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn, biết sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé. Nào, bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa toán 5, trang 41. Chúng mình bắt đầu bài học các em nhé. Ví dụ 1, so sánh 8,1m và 7,9m. Ta thấy 8,1m viết được dưới dạng hỗn số là 8 và 1/10m. 7,9m viết được dưới dạng hỗn số là 7 và 9/10m. Đến đây các em hãy quan sát. Phần nguyên của hỗn số 8 và 1/10 là 8. Phần nguyên của hỗn số 7 và 9/10 là 7. Vì 8 lớn hơn 7 nên chuyện gì sẽ xảy ra vậy các em? Nên 8 và 1/10 mét như thế nào với 7 và 9/10 mét? 8 và 1/10 mét lớn hơn 7 và 9/10 mét. Như vậy ta nhắc lại, vì 8 lớn hơn 7 nên 8 và 1/10 mét lớn hơn 7 và 9/10 mét. Vậy 8,1m lớn hơn 7,9m. Các em hãy quan sát phần nguyên của 8,1 và 7,9. Từ đây chúng ta rút ra được nhận xét. Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Ví dụ số 2, so sánh 35,7m và 35,698m. Ta thấy 35,7m được viết dưới dạng hỗn số là 35 và 7/10m. Tiếp đến, 35,698m được viết dưới dạng hỗn số là 35 và 698/1000m. Đến đây, chúng ta nhận xét cái hỗn số 35 và 7/10m còn được viết dưới dạng là 35 và 700/1000m. Đến đây ta thấy 700/1000 lớn hơn 698/1000. Nên 35 và 7/10m lớn hơn 35 và 698/1000m. Từ đây ta điền vào dấu lớn. Như vậy 35,7m lớn hơn 35,698m. Đến đây các em hãy quan sát. Hàng phần 10 của số thập phân là 35,7 và hàng phần 10 của số thập phân 35,698. 7 lớn hơn 6. Như vậy trong số thập phân 35,7 hàng phần 10 là 7. Trong số thập phân 35,698 hàng phần 10 là 6. Ta nói 35,7 lớn hơn 35,698 vì hàng phần 10 có 7 lớn hơn 6. Từ đây ta rút ra được nhận xét. Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần 10 lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Nào chúng mình cùng nhắc lại. Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần 10 lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Từ hai ví dụ trên ta rút ra cách so sánh hai số thập phân như sau. Muốn so sánh hai số thập phân ta làm như sau. Ta đi so sánh phần nguyên của hai số đó. Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn. Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân lần lượt từ hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.
Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. Nào, bây giờ chúng mình tiếp tục với nội dung luyện tập. Bài tập số 1, trang 42, sách giáo khoa toán 5. So sánh hai số thập phân 48,97 và 51,02. Để so sánh hai số thập phân này, ta cần chú ý nội dung nào vậy các em? À, ta cần chú ý phần nguyên của số 48,97 và phần nguyên của số 51,02. Đến đây ta thấy, vì phần nguyên có 48 và 51, và 48 bé hơn 51, nên số 48,97 bé hơn số 51,02. Ở đây chúng ta đang sử dụng kiến thức là trong hai số thập phân, số nào có phần nguyên bé hơn thì số đó bé hơn. Tiếp đến, so sánh hai số 96,4 và 96,38, ta cần chú ý nội dung nào vậy các em? À, ta cần chú ý, thứ nhất, hai số này có phần nguyên giống nhau. Ta so sánh tiếp là hàng phần 10. Số 96,4, hàng phần 10 là 4. Số 96,38, hàng phần 10 là 3. Vì hàng phần 10 có 4 lớn hơn 3, nên 96,4 lớn hơn 96,38. Và trong phần này ta điền vào dấu lớn. 96,4 lớn hơn 96,38 vì 4 phần 10 lớn hơn 3 phần 8. Bài tập kế tiếp, so sánh hai số 0,7 và 0,65. Để so sánh hai bài tập này, ta cần lưu ý điều gì về các em? À, hai số 0,7 và 0,65 có phần nguyên giống nhau. Ta so sánh tiếp tới hàng phần 10. Số 0,7 có hàng phần 10 là 7. Số 0,65 có hàng phần 10 là 6. Vì hàng phần 10 có 7 lớn hơn 6, nên số 0,7 lớn hơn số 0,65 và ta điền vào là dấu lớn. Như vậy, 0,7 lớn hơn 0,65 vì 7 phần 10 lớn hơn 6 phần 10. Bài tập số 2, trang 42, sách giáo khoa toán 5. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Các số đó là 6,375, 9,01, 8,72, 6,735, 7,19. Như vậy, để thuận tiện cho việc giải bài tập này thì chúng ta xếp các số này theo các nhóm có cùng phần nguyên các em nhé. Và trong các nhóm có cùng phần nguyên, ta phải thực hiện sắp xếp thứ tự luôn các em nhé. Như vậy, ta chọn nhóm đầu tiên là nhóm có phần nguyên lớn nhất. Như vậy, trong 5 số này, số nào có phần nguyên lớn nhất vậy các em? À, số 9,1 có phần nguyên lớn nhất là 9. Ta xếp vào nhóm 1. Tiếp đến nhóm 2. Trong các số còn lại, số nào có phần nguyên lớn nhất vậy các em? À, số 8,72 có phần nguyên lớn nhất là 8 trong các số còn lại. Vậy ta xếp vào nhóm thứ 2. Tiếp đến nhóm thứ 3. Trong các số còn lại, số nào có phần nguyên lớn nhất vậy các em? À, 7,19. Ta xếp vào nhóm thứ 3. Còn lại hai số 6,375 và 6,735, ta đưa vào nhóm thứ 4. Và trong đó các em cần lưu ý, hàng phần 10 của 6,375 là 3,
và hàng phần 10 của 6,735 là 7. Vì 7 phần 10 lớn hơn 3 phần 10 nên ta thực hiện xếp thứ tự luôn các em nhé. Vậy số đầu tiên cần phải xếp là 6,735. Cuối cùng là 6,375. Như vậy dựa vào việc phân tách nhóm thì chúng ta rất dễ dàng cho việc xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Số đầu tiên là 6,375. Số kế tiếp là 6,735. Kế tiếp là 7,19. Kế tiếp là 8,72. Cuối cùng là 9,01. Như vậy, để thuận tiện cho việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn, hay sắp xếp theo các số theo thứ tự từ lớn đến bé, thì chúng ta cũng phải thực hiện phân tách các nhóm theo phần nguyên, theo hàng phần 10 và theo hàng phần trăm, vân vân các em nhé. Đây là lưu ý cho việc giải bài tập này các em nhé. Bài tập số 3, trang 42, sách giáo khoa toán 5. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Và để thuận tiện cho việc sắp xếp thì chúng ta tiến hành phân tách các số này theo các nhóm cùng phần nguyên, cùng hàng phần 10, cùng hàng phần trăm, cùng hàng phần nghìn các em nhé. Nhóm thứ nhất. Không phải 917. Có hàng phần 10 là 9. Nhóm thứ 2. 0,4. Có hàng phần 10 là 4. Nhóm thứ 3. Là ta thấy hai số có cùng hàng phần 10. Đó là 0,32 và 0,321. Và để thuận tiện cho việc so sánh thì chúng ta thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,32. Và đến đây ta thấy 1 phần nghìn lớn hơn 0 phần nghìn, nên ta xếp 0,321 trước 0,320. Cuối cùng là nhóm 4, 0,187. Và từ việc phân tách thành các nhóm thì rất dễ dàng để chúng ta sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Như vậy, số lớn thứ nhất là 0,917. Số thứ hai là 0,4. Số thứ ba là 0,321. Số thứ tư là 0,32. Cuối cùng là 0,187. Đây là cách để thực hiện sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn các em nhé. Để tìm video hướng dẫn bài học, các em hãy vào Google gõ toán 5 thầy Chiến và di chuyển đến bài học mình cần tìm. Các em nhớ nhé. Tác giả xin chân thành cảm ơn